Chào tất cả anh em, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với anh em các cái loại lò xo làm lợp làm mẹt bên mình á. Ngoài làm lợp làm mẹt thì cái lò xo này anh em có thể tận dụng làm các loại khác cũng được nha anh em. Thì lò xo mình có đủ các size cho anh em làm lợp mẹt ha, từ lợp chim săn, bìm bịp, đồ ha, cúm núm cho nhỏ xuống tới chậu màu hay chim sâu đều có nha anh em. Thì nếu mà loại lớn thì bên mình có các cái lò xo loại 4 ly đó. Sợ 4 ly thì nó mạnh lắm nha anh em, làm các cái bẫy giật á, giật cò, giật cu rồi giật nguyên đàn đó. Còn là lợp mẹt thì có loại lớn là 2 ly rưỡi nè, làm lợp bìm bịp nè, gà nước, trích 2 ly rưỡi. Còn 2 ly thì làm lợp quất. 2 ly làm lợp quất rồi nha anh em. Rồi 1 ly rưỡi thì làm lợp cu. 1 ly rưỡi. Lợp cu đồ nè. À, 1 ly rưỡi nha anh em. Này 1 ly 2, 1 ly 2 thì chim nhỏ hơn chút, rồi nhỏ nhất là chào màu chim nhỏ nhỏ đó thì lấy là 1 ly nha anh em, 1 ly nè. Toàn bộ mình làm là thép trắng nó chống rỉ nha anh em, loại này lâu rỉ lắm, anh em mà có xài thì biết thép trắng thì loại này khó rỉ. Ngoài lò xo ra thì mình có inox đủ loại ha, từ 7 gem tới 6 ly, anh em cần loại nào thì cứ liên hệ mình cung cấp cho anh em. Rồi, qua số điện, qua số Zalo nha anh em nhắn tin trực tiếp vào Zalo là 0936059090 cho mình ha. Chào tất cả anh em.